Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm airdrop nhận được 2 đồng token XT Protocol. Một số thông tin về đồng token này, sơ tôi cũng phát hành chỉ có 500.000 thôi. Đã có 400 tài khoản holder và đã phát sinh 1.326 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamairdrop.net. Link truy cập website đồng để về những người tạo video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm tới 2 bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc nhanh ở đây và quay sang ví về MetaMask hoặc ví cho ra lát của các bạn nha. Các bạn thêm vị trí token vào ví cho mình nhé. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website calamairdrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi, các bạn nhớ nhấp vào đây cho mình nhé. Nhận airdrop. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 BNB mua cái đồng này để tích trữ chờ cơ hội x nhiều lần tài khoản, bởi vì cái tổng cung của nó khá ít nhé, có 500.000 thôi. Rồi các bạn nhấp vào đây, ký ra của nó là 0.00548 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình thôi. Rồi sau dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website calamairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng cấp phần mới nhất được phần mình cập nhật trên hàng ngày khi lên mạng và đặt sử dụng trang. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để kênh để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để cập nhật cùng kênh. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cả Calam nhận được cả 2 đồng token XT của đối với Tivon. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.